đón gôn nữ sau 275 năm. Quyết định được ban tổ chức sân Murfield đưa ra giữa lúc câu lạc bộ Gold Royer -Si thảo luận về địa điểm tổ chức The Open 2023. Murfield, năm 2016 bị Royer and -Si loại khỏi danh sách các sân đấu luân phiên đăng cai The Open vì quy định trọng nam khinh nữ. Năm 2017, câu lạc bộ gol Murfield tổ chức bỏ phiếu lần thứ hai về quy định mở cửa đối với các golfer nữ. Lần này, hơn 80% thành viên câu lạc bộ tại Edinburgh. Scotland đồng ý cấp thẻ thành viên cho nữ giới. Hai năm sau lần bỏ phiếu đó, những hội viên nữ đầu tiên chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Sân Murfield. Scotland từng 16 lần tổ chức Major The Oakland, trong đó lần gần nhất là năm 2013. Với việc kết nạp 12 thành viên nữ, Murfield có thể được trở lại danh sách các sân đấu luân phiên tổ chức The Oakland do Royal Ancients lựa chọn. The Oakland năm nay sẽ diễn ra ở sân Royal Portsmouth, Bắc Ireland, từ 18 đến 21 tháng 7.